In the Buzz News đặc biệt về hội chợ triển lãm truyện tranh quốc tế Comic-Con 2013 diễn ra tại San Diego. Giờ đây, Comic-Con đã trở thành sự kiện lớn nhất thế giới về thể loại giải trí tổng hợp, quy tụ hơn 200.000 khán giả với hàng ngàn gian hàng trưng bày trên khắp thế giới. Chương trình sẽ được bắt đầu phát sóng chỉ 2 ngày trong tuần, là thứ 2 và thứ 3, lúc 6 giờ tối. Anh Tuấn kính mời quý vị đón theo dõi.